không xoa dịu được tuổi thơ của em á. Từng bị lạm dụng tình dục bởi một người quen ở bên cạnh của gia đình. Nói thật rất là khó nói để em kể câu chuyện này ở đây. Và em tin chắc là rất nhiều những bạn nhỏ đang bị lạm dụng tình dục âm thầm ngày này qua ngày khác bởi những người xung quanh mình mà ba mẹ không hề hay biết. Chính vì vậy thì ba mẹ hãy quan sát con em mình kỹ hơn một chút xíu để hạn chế những cái tình trạng đó xảy ra. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Có nước ngoài. Ủa gì đây? Tự nhiên đặt camera trong tủ lạnh quay lén người ta. Kỳ quá à. Lén người ta à? Người nước ngoài nghe giọng hơi lơ lớ. Người ta thường nói một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ, còn em cười thì làm sụp đổ tim anh. Và em có biết đâu là yếu tố để quyết định một nụ cười đẹp hay không? Đó chính là ta phải có một hàm răng thật đẹp. Vậy thì em càng phải đến với anh hơn nữa, bởi vì anh là một quản lý của một phòng khám nha khoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Và anh là Thành Ngọc. Quản lý nha khoa là một công việc không hề đơn giản. Mỗi ngày đều có hàng trăm thông tin, dữ liệu cần được anh xử lý. Và để cân bằng được những việc đó, anh đã chọn cách ban ngày thì chạy theo những con số, đêm về anh chạy theo em. Anh thấy cuộc sống là hữu hạn, cho nên anh luôn sống hết mình và sống đúng với bản thân. Chỉ cần anh thấy điều gì đó là đúng đắn, anh sẽ làm tới cùng và ra sức bảo vệ. Thế nên nhiều lúc anh nghĩ mình là một siêu anh hùng. Trời ơi. Ui à. Tuy nhiên, người nhện trong phim thì rất giỏi trong việc giải quyết thế giới. Còn người nhện như anh thì lại không cứu rỗi được sự độc thân bấy lâu nay của mình. Và hôm nay gặp em, anh cảm giác mình hơi rối bời vì trong lòng lại tơ vương. Vậy nên em hãy dùng bó hoa để giúp anh gỡ rối nha. Ban cố vấn ơi, đừng quên giúp đỡ cho Ngọc nha. Và đấy là... Là... Em thi dưới đây kìa. Hình như cái mức độ tím nó càng ngày càng lên đúng không ạ? Hồi nãy mình nói số 4, tự nhiên giờ số 5 tím hơn. Ca này cứu không được. Thôi thì... mình dơ luôn đi chứ nói gì nữa. Dạ, thì dơ thôi. Nhưng bạn này làm nha sĩ nha anh. Nhiều khi nha sĩ thì người ta hay tỉ mỉ, rồi người ta hay phải cẩn thận á. Nên là những cái hành động tay chân của người ta sẽ là và như thế. Rồi để cho con nhờ màu gì nè. Kiểu em thấy anh ấy là một người quản lý mà tối về vẫn chăm chút cho bản thân mình. Em nghĩ là tím. Hơi mò mò một tí chị ạ. Chi kìa, cái bộ váy của em màu tím đó. Đúng rồi, cho nên là em mang cái linh cảm của em tới. Hãy dùng cái tóc xoăn của mình mà suy nghĩ đi ạ. Người ta nói những cái người mà tóc xoăn là hay thông minh lắm. Chú cứu con. Chú cứu con ngầu đi nè. Thí dụ anh quăng cái nào anh đắt cái đó. Anh giả bộ chụp giùm em cái con. Trời ơi em ơi, miếng chứ không phải bóng rổ đâu mà em liền lia lịa với ai mà chụp cho nổi. Kiểu như chụp gọi nó tụt xuống hoài à. À, trợ lý cho miếng khăn giấy để chùi mấy cái miếng kìa. Nữa kìa. Cho nó bớt chân. Bớt chân quá. Nó, cái đoạn đó nó cũng là một miếng ma hí đó. Chi con nói gì đó cứu anh tập trung em nói nè. Ban đầu á là con cũng có phân vân là ảnh đã có chủ. Tại vì nhìn cái vầng trán và nhìn cái giao diện của ảnh á, nhìn rất là giống người đã có gia đình. Nhưng mà càng về sau thì những cái hoa sim bắt đầu nở ra. Thì cho nên là con quyết định là tím. Anh này vui tính lắm nha. Vui nha, còn chỉ đặt cái camera trong tủ lạnh quay người ta. Em thấy cái bộ đồ hồi nhện đó màu xanh pha với màu đỏ là ra màu tím đó. Còn cái màn nhện là màn nhện là tôi tóm bà đó. Hả? Cười. Dễ thương. Dễ lúc thương, nào cũng cười, rất là tích cực. Quý vị thấy sao ạ? Có tích không? Hết chưa anh? Không biết luôn rồi. Ok, chào em giới thiệu một chút về mình đi. Chào anh Trấn Thành, chào ban cố vấn, chào nữ chính và các bạn khán giả. Em là Thành Ngọc, là quản lý nha khoa quận 12 ạ. Oh.
Và em là màu tím thật hả? Dạ, em màu tím mà. Đúng không? Có twist gì không? Không ạ. Như vậy là chúng ta đúng. An tâm rồi, an tâm rồi. Đây, em là tím xanh hay là tím đỏ nè? Dạ, hiện tại thì em đang là tím xanh nè. Rồi, cho anh biết là cái quá trình mà em tìm kiếm được bản thân nó như thế nào? Thực ra là từ nhỏ là em đã có khác so với các bạn nam, tức là mình kỹ tính hơn, chỉnh chu hơn và sợ dơ. Cho nên là ở nhà hoặc là hàng xóm sẽ có những cái chú ý ngay từ nhỏ rồi. Thì đó cũng chính là một trong những cái rất là áp lực của em trong những cái ngày tháng mà em còn nhỏ. Cái lúc mà còn nhỏ thì mình tự do, cứ thể hiện mình bản thân mình như có như nào vậy thôi. Nhưng mà nhiều người ý kiến quá thì thành ra từ cấp 2 trở lên bắt đầu kiểu là gồng hơn á, cứng rắn hơn để đỡ phải nghe những cái điều áp lực đó. Rồi đến khi nào em mới thật sự biết mình là màu tím? Cấp 2, cấp 3 thì em cũng khá là nổi bật ở trong trường á. Cũng có rất nhiều những bạn nữ thích em và em cũng có quen bạn này bạn kia. Tuy nhiên thì đến năm 2 đại học thì em mới có gặp một cái bạn trong trường và bạn có đi làm chung với em luôn. Thì em cảm thấy đây mới là mình. Rồi sao không quen bạn đó nữa? Dạ, thực ra là em quen bạn đó 5-6 năm lận ạ. Và em quen rất lâu, em dành tình cảm cho bạn rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó thì tụi em cũng có những cái trục trặc và thì đã chia tay cũng khoảng hơn 2 năm rồi ạ. Rồi từ cái lúc đó tới giờ là có đúng mối tình đó thôi đó hả? Trong cái giai đoạn mà em với bạn chia tay có giữa chừng thì có những cái mối quan hệ khác, nhưng mà nó ngắn quá. Đến thời gian này đánh giá lại thì em không nghĩ đó là những cái mối tình của em, mà chỉ có duy nhất bạn đó em dành trọn vẹn tình cảm của em, mọi thứ em dành cho bạn đó thôi. Còn những cái giai đoạn kia những đó chỉ là tìm hiểu thôi. Vì sao em đến với chương trình? Mẹ em động viên em đến chương trình này. Tại vì em với mẹ cho đến giai đoạn này thì đã trải qua rất là nhiều những cái sóng gió, nó cứ trùng trùng điệp điệp, thậm chí đến tận bây giờ. Và em muốn từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống của mẹ và em sẽ bước sang một cái trang khác, nó tốt đẹp hơn. Ta xem gọi là sóng gió, nó là cái gì? Tuổi thơ của em chứng kiến rất nhiều cái cảnh không có êm ấm giữa cha và mẹ. Và đặc biệt là em là con út trong gia đình có ba anh em. Thì những cái lần mà ba em không có đúng đắn với mối quan hệ với mẹ đó, thì vô tình em lại là người phát hiện. Em cứ nghĩ là người giống như em, cái gia đình nhỏ, hạnh phúc nhỏ nó sẽ rất khó. Cho nên là tất cả những cái yêu thương em dành hết cho gia đình lớn của em, đó là tất cả những cái động lực cho em. Nhưng mà đến thời điểm này thì một lần nữa nó bị vỡ vụn. Spinning at my feet, I got nowhere left to hide. Và trong suốt cái quá trình hai người chung sống với nhau thì em gần như không thấy được cái tình cảm mà cha dành cho mẹ. Thì anh muốn hỏi em là vì sao ngày hôm nay em đến đây? Em lại nói là cuộc đời với mẹ em sang một trang mới. Nó có một cái ảnh hưởng gì không hay chỉ là một cái quyết tâm của hai mẹ con thôi? Thực ra là em có lỗi với mẹ. Trước đây thì mẹ em là giữ gia đình cho em, nhưng mà bây giờ em đã trưởng thành rồi. Mẹ không cần phải giữ cái gia đình đầy đủ cho em một lần nữa. Bây giờ mẹ có thể sống theo cuộc đời của mẹ. Và sắp tới em nghĩ là em phải dành thời gian cho mẹ nhiều hơn nữa. Em sẽ đi du lịch cùng mẹ và dành cho mẹ nhiều thời gian hơn để chữa lành những cái tổn thương của mẹ. Cảm ơn em. Em là một người con rất là dễ thương. Mẹ em có ở đây không? Dạ, hôm nay mẹ em cũng có ở chương trình này ạ. Chào cô. Con chào cô ạ. Cô chào ban giám khảo, cô chào nữ chính. Cô là mẹ của bạn Ngọc. Ngọc về nói là nhà biên tập là mời Ngọc. Và mẹ có đồng ý hay không? Thì cô nói là thôi con đi đi, mẹ ủng hộ cho con. Con mình nó vui vẻ là được rồi. Mà cô có biết con cô như vậy không? Cô không có biết. Nó khóc, nó nói với cô là nó như vậy, cô cũng sốc. Cô nói thôi giờ trời xanh con mình vậy rồi, miễn con cô mà nó vui vẻ, nó mạnh khỏe là được. Dạ. Con cũng chúc cô phải thiệt sự mạnh mẽ. Nó làm bất ngờ quá. Bất ngờ đúng. Nó làm bất ngờ mình quá, chưa biết cô. Gì nói thì mình thấy bất ngờ dạ, thôi. Con muốn xỉu luôn vậy. Muốn xỉu luôn. Không xỉu xong tỉnh vậy. Tính tiếp. Ok, một tràng pháo tay cho bà mẹ tuyệt vời luôn. Dễ thương. Bạn ơi, bất cứ một cái gì mà bạn trải qua trong cuộc đời của bạn thì bạn có vượt qua dễ dàng không? Tại vì mình thấy khi bạn nói cái gì đó bạn rất là rung.
thì mình không biết là bạn có nhìn những cái ý kiến của bạn có những cái gì đó nó không bằng phẳng không? Dạ, thực ra là bạn bè hay là đồng nghiệp xung quanh sẽ thường thấy em là một người rất năng lượng bởi vì em cứ cười hoài thôi. Không bao giờ thấy em cọc hoặc là nổi giận với những người xung quanh hết. Đến với em thì rất là dễ chịu. Nhưng mà chỉ có em biết là trong lòng em nó có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái nỗi niềm mà bản thân em không xoa dịu được. Tuổi thơ của em á, từng bị lạm dụng tình dục bởi một người quen ở bên cạnh của gia đình. Nói thật rất là khó nói để em kể câu chuyện này ở đây. Và em tin chắc là rất nhiều những bạn nhỏ đang bị lạm dụng tình dục âm thầm ngày này qua ngày khác bởi những người xung quanh mình mà ba mẹ không hề hay biết. Chính vì vậy thì ba mẹ hãy quan sát con em mình kỹ hơn một chút xíu để hạn chế những cái tình trạng đó xảy ra. Thật sự anh cũng không biết là phải chia sẻ như thế nào với em, nhưng mà anh cũng chỉ chúc cho em luôn luôn mạnh mẽ và luôn luôn tích cực như vậy, như cái nụ cười ở trên môi của em. Bởi vì chỉ có tích cực mới giúp mình vượt qua những cái khó khăn đó thôi. Không có cái gì ngoài nó hết. Em sẽ vượt qua được nếu em muốn. Chỉ có em muốn em mới vượt qua được thôi. Minh Tú hy vọng là Ngọc trong tương lai sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ luôn luôn lạc quan và sẽ là một người mang đến nhiều tiếng cười và năng lượng tích cực cho mọi người. Em cảm ơn chị Minh Tú. Cảm ơn bạn. Trước khi mình chia tay, mình chắc nói gì với một bạn nữ đi ha. Thiên Trang ơi, ngày hôm nay em rất là xinh mà em có biết là người giống như anh và những cô gái giống như em có thể trở thành cặp bài trùng á, thì anh chúc em ngày hôm nay sẽ tìm được một nửa của mình. Còn nếu mà không được thì anh với em sẽ làm bạn, anh tìm giúp em nha. Dạ em cảm ơn rất là nhiều, rất là dễ thương. Cái nụ cười đáng yêu á, nụ cười cười lên thấy con người cô con trai cô nói thiệt á, mình phải phước đức mình mới đẻ được gì đẹp trai mà hiền lành đáng yêu, mà cái nói chuyện ra cái người lương thiện. Cô vui ha cô ha, vui vui nha. Dạ đúng rồi, sao cô nói sao? Vui với động viên đi thi đó. Đúng rồi, dạ. Rồi, cảm ơn hai mẹ con đã đến với chương trình nha. Dạ, chúc cho mọi người thật là vui vẻ và sống thật hạnh phúc ạ. Dạ, chào cô. Cảm ơn. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.